Nếu ai đã từng xem bộ phim Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc đọc kinh sách về Đức Thế Tôn và chứng kiến hiện tượng Sư Thầy Thích Minh Tuệ trong những năm gần đây sẽ thấy thật không thể tin nổi có tới 13 điểm cực kỳ giống nhau giữa Ngài, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Sư Thầy Thích Minh Tuệ. Xin kính chào quý vị khán thính giả, cùng tất cả cô dì chú bác, cũng như anh chị em đang xem video trên kênh YouTube của Tuần.net kể từ khi em được biết đến nhà sư Thích Minh Tuệ và theo dõi hành trình nhà sư đi bộ từ miền Bắc vào Nam, trong lòng đã cảm kích, cán thán nể phục. Thông tin của nhà sư đã được lan tỏa trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Những sự kiện xoay quanh sư Minh Tuệ thật sự khiến em suy ngẫm. Những hiện tượng đó, nó trong suốt như pha lê, thật như đếm và rõ như ban ngày và dễ hiểu như hơi thở của chính mình. Thế nhưng, em cũng như nhiều người vẫn mờ mịt, không thể hiểu và lý giải nổi vì sao lại như vậy. Có hàng triệu con mắt, triệu triệu tấm lòng và cảm quan đã dồn về sư thầy Thích Minh Tuệ, đều thấy rất rõ ràng. Về mặt khách quan, lúc đầu nhìn vào, vị sư này không có gì rõ ràng. Từ kiến thức Phật học sơ cơ, không có một danh vị nào để xưng tán, chưa được đăng đàn thọ giới, chưa từng qua viện chùa tu trì, không nói một câu Phật lý nào, không kinh kệ sớm hôm. Nghĩa là Ngài chưa từng có dấu hiệu nào cho thấy sự trói buộc hay tuân theo quy lệ của một người xuất gia theo đạo Phật truyền thống. Thế nhưng, sư Minh Tuệ có một vùng hào quang vô hình, trong suốt, luôn bao bọc và tỏa sáng đến mọi người, để rồi ai cũng thấy. Cái tôi trong con người của Ngài đã không còn bám chấp, danh lợi và hư không, tham sân đều xả bỏ, ái dục đã xa lìa. Ngủ và ăn chỉ để duy trì sự sống, bệnh tật sống chết cũng không màng, tiền bạc của cải vật chất cũng không bao giờ dính tay. Ngài luôn lấy khổ hạnh du phương làm an nhiên tự tại. Sau khi theo dõi hành trình và kết hợp những thông tin về Thầy Minh Tuệ, bản thân em đã nhận thấy có 13 điểm giống hệt với Đức Phật Như Lai, không khác một chút nào. Còn đối với mọi người thì sao? Hãy để lại bình luận của quý vị sau khi xem hết video này nhé. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị hãy bớt chút thời gian và ngọc của mình nán lại đôi chút để cùng em chiêm nghiệm. Chúng ta phải nói tới hành trình 6 năm thi hành giới luật của sư Minh Tuệ đã trùng với 6 năm tu thành đạo của Đức Phật Như Lai ngày xưa ấy. Tình yêu này cho chúng ta sức mạnh để cùng nhau chiến đấu với mọi nỗi bi thương. Chàng đi đâu vậy, Phu Quân? Phu Quân! Phu Quân! Phu Quân, chàng đang ở đâu? Phu Quân à! Phu Quân! Phu Quân ơi! Đây là điểm tương đồng giống thứ nhất. Về đạo Phật, chúng ta có thể hiểu, đạo Phật không những chỉ là niềm tin mà còn phải hành động thực hành. Hành động đầu tiên của người tu hành là phải rời khỏi gia đình để tìm đường giải thoát. Khi xưa, Thái tử Buddha, chính là Đức Phật, đã từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ cuộc sống xa hoa phú quý để ra đi tìm chân lý tối thượng. Chàng muốn đi đâu? Đến một nơi không có khổ đau. Ta muốn đi tìm một nơi tu hành. Thế thì sao? Đang sống trong sự mù quáng, cùng chúng sinh lầm lạc giữa bóng tối vô tri. Theo truyền thuyết, Đức Phật, tên thật là Siddhartha Gautama, đã rời bỏ cuộc sống hoàng gia để trở thành một tu sĩ vì Ngài muốn tìm hiểu và giải quyết những đau khổ của con người. Có một số lý do chính đã khiến Ngài dẫn đến quyết định này. 1. Nhận thức về khổ đau. Lúc còn ở Hoàng cung Siddhartha, mỗi khi rời cung điện và chứng kiến những cảnh tượng về tuổi già, bệnh tật và cái chết, ông nhận ra rằng mọi người đều phải đối mặt với những khổ đau này. 2. Anh ta bị hôn mê hay sao? Trần ạ, mau mời người y tới đây mau. Nhanh đi Chana, mau đi mời người y đi. Người hôn mê thì có thể tỉnh lại, bởi vì họ còn sống. Nhưng anh ta đã chết rồi. Siddhartha, anh ta đã chết rồi. 2. Tìm kiếm sự giải thoát. Siddhartha cảm thấy cuộc sống hoàng gia không thể mang lại hạnh phúc và sự thỏa mãn thực sự. Ngài quyết tâm tìm kiếm một con đường để giải thoát con người khỏi vòng luân hồi của sinh tử và đau khổ. 3. Gặp gỡ với tu sĩ. Trong những lần ra khỏi cung điện, Siddhartha gặp một tu sĩ lang thang.
Ngài thấy sự bình an và tĩnh lặng trên khuôn mặt của vị tu sĩ, và điều này gợi lên trong Ngài mong muốn tìm kiếm sự giác ngộ và bình an nội tâm. 4. Khát vọng giác ngộ. Siddhartha bị thôi thúc bởi khát vọng tìm ra chân lý và đạt đến giác ngộ, tức là hiểu biết sâu sắc về bản chất thực sự của sự tồn tại và cách thoát khỏi khổ đau. Với những lý do trên, Siddhartha quyết định rời bỏ hoàng cung, từ bỏ vợ đẹp con ngoan, từ bỏ tất cả tài sản và địa vị để đi tu, thực hành khổ hạnh và tìm kiếm con đường dẫn đến giác ngộ. Quý vị khán thính giả thân mến, nhân đây em Tuân nét xin phép kể lại câu chuyện về sư thầy Thích Minh Tuệ, một người đã trở thành biểu tượng cho lòng từ bi và sự kiên định. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta không còn xa lạ với tên gọi này. Vậy hãy cùng em nhắc lại những kỷ niệm và hành trình của sư Minh Tuệ. Khoảng 30 năm về trước, cậu bé Lê Anh Tú cùng gia đình rời huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để vào huyện Gờ Rai, tỉnh Gia Lai lập nghiệp. Sinh năm 1981, anh Tú là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Dưới cùng là cô em gái út. Từ nhỏ, Tú đã là một đứa trẻ hiền lành, hiếu thảo và học giỏi, luôn được mọi người xung quanh yêu mến. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh Tú theo nghiệp binh của bố và phục vụ trong quân đội suốt 3 năm. Sau đó, anh tiếp tục học tại trường trung cấp lâm nghiệp ở Tây Nguyên và làm việc tại một công ty đo đạc tư nhân thuộc Đắk Lắk. Chính tại đây, anh Tú bắt đầu tiếp xúc với Phật Pháp, ăn chay và tu tập tại gia. Gia đình anh lúc ấy rất lo lắng khi thấy anh Tú không có ý định lập gia đình. 9 năm về trước, anh Tú quyết định đi tu sau khi đọc sách về Phật Pháp. Mặc dù biết rõ những khó khăn và thử thách của con đường này, nhưng với lòng quyết tâm và sự ủng hộ từ gia đình, anh Tú đã xin phép cha mẹ và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Trước khi đi, anh Tú đã để lại cho cha mẹ những kỷ vật nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Một chiếc đồng hồ đeo tay, một cái điện thoại cảm ứng, một cái tủ lạnh và 8 mét vải màu vàng. Cha mẹ anh dù ngậm ngùi thương xót, nhưng cũng tự hào trước quyết định cao cả của con trai. Cụ Lê Xuân, cha của anh Tú, nghẹn ngào kể lại: "Vợ tôi đã sinh Tú ngoài đường khi bà đang đi làm ruộng. Từ nhỏ, Tú đã có lòng từ bi và không bao giờ muốn làm ai buồn lòng." Câu chuyện này gợi nhắc chúng ta về sự tương đồng với cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hoàng hậu Maya đã sinh ngài tại vườn Lâm Tỳ Ni, một nơi không phải hoàng cung. Điều này cho thấy, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, sự từ bi và lòng kiên định đều có thể nảy nở và lan tỏa. Quý vị khán thính giả thân mến, đây là đặc điểm tương đồng thứ hai giữa ngài Phật Thích Ca Mâu Ni và sư Minh Tuệ em vừa mới kể. Trước công nguyên năm 624, tại vườn Lâm Tỳ Ni gần thần thành Ca Tỳ La Vệ, vào ngày 15 tháng 4 âm lịch, hoàng hậu Maya đã hạ sinh thái tử Tất Đạt Đà, người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điều này cho thấy Đức Phật Buddha cũng không được mẫu thân sinh ra ở hoàng cung, mà tại một khu vườn yên bình nằm ở vùng biên giới giữa Nepal và Ấn Độ ngày nay. Tại nước Việt Nam, vào năm 1981, phu nhân ông Lê Xuân đã trở dạ trong lúc đang đi làm đồng và đã sinh hạ được một bé trai khôi ngô, tuấn tú. Người đó bây giờ chính là nhà sư, nhà tu hành Thích Minh Tuệ. Cố lên chị, một chút nữa thôi, chị cố bám chặt vào cành cây kia mà lấy sức. Em chúc mừng chị, chúc mừng chị là một bé trai. Này hỡi mẹ của đất trời, chúc mừng người, một vị nhân cao quý đã đản sanh rồi. Còn đối với sư thầy Thích Minh Tuệ, cũng từ bỏ gia đình công danh sự việc mà ra đi. Suốt 6 năm trời bộ hành khất thực ra Bắc vào Nam, chính ngài đang đi trên con đường của Đức Phật ngày xưa. Con đường của sư Minh Tuệ đang đi đã vô tình nhắc nhở người dân Việt Nam nói riêng, Phật tử gần xa, trong và ngoài nước nói chung, cùng nhìn lại và thấy được con đường truyền thống hơn 2.600 năm về trước mà Đức Phật đã tìm ra. Một bài học hiển nhiên, ai cũng thấy đã chứng minh rằng
con người chúng ta có thể sống rất hạnh phúc mà không cần phải chạy đuổi theo của cải vật chất, danh vọng quyền hành. Thầy Minh Tuệ luôn nhắc nhở như là một bài học thật giản dị. Mọi người không phải đi theo, cũng không cần phải làm cái này cái nọ. Nếu đã gặp rồi thì đảnh lễ xong ai về nhà đấy, về chăm lo cho gia đình và cố gắng giữ được năm giới. Thứ nhất, không sát sinh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không nói dối. Cuối cùng là không uống rượu bia. Chỉ cần như vậy, ai cũng có thể tập theo năm giới này, vẫn sống bình thường với gia đình. Cảm thấy mình hạnh phúc là được. Khi xưa, Thái tử Buddha, chính là Đức Phật, đã từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ cuộc sống xa hoa phú quý để ra đi tìm chân lý tối thượng. Suốt 6 năm trời khổ hạnh, khi Ngài đắc đạo mới trở về Hoàng Cung và thăm lại Phụ Vương. Trong video có cảnh Đức Phật gặp lại người anh em họ. Người này luôn ganh tị với Đức Phật khi thấy Ngài đi chân đất, tay ôm bình bát khất thực và khoác trên mình tấm áo cà sa đơn giản. Đã 7 năm rồi, ngươi chỉ được bao nhiêu đây thôi sao? Một chiếc túi để đi xin ăn, chiếc y xấu xa rách nát, còn đi chân đất nữa chứ. Dẫn theo một đám người lang thang không nghề nghiệp là gì ha? Xin hãy bố thí. Devarata. Người em nhếch mép cười thách thức và hỏi rằng: Thế anh ra đi được bao lâu? 6 năm khổ hạnh để được cái gì? Đức Phật mỉm cười và trả lời: Ta mất đi nhiều hơn là được. Người anh em ngửa mặt lên trời cười to thỏa mãn và nói: Thảo nào đấy là một sự thất bại lớn. Đức Phật chẳng cần quan tâm dao động những lời thị phi và nhẹ nhàng hóa giải. Cô ngài nghe thử, 7 năm nay, ngài đã học được những gì vậy? Tịch tình, hòa bình. Trên miệng thì nói thích hòa bình, đều là những người không thể dùng kiếm để chiến thắng chứ gì. Anh chinh phục cả thế giới này, nhưng đến tâm của mình anh cũng không kiểm soát được. Như vậy cũng được xem là chiến thắng à? Vậy nhà ngươi đã thắng được những gì rồi? Ta ra đi không vì thắng lợi, mà là vì sự mất đi. Vì mất đi sao? Đúng vậy. Ta mất đi lòng tham danh lợi, mất hết tức giận hận thù, mất hẳn si mê bám chấp và bảo thủ. Mất nhiều chỉ có được một, đó là thân tâm thường an lạc. Đúng vậy. Mất đi giận dữ, mất đi tham lam, mất đi đố kỵ và sự hận thù, mất đi ganh ghét. Giờ đây ta không còn gì nữa, chỉ đạt đến bờ tịch tịnh mà thôi. Hiểu rồi. Ý của người nói là người rất an tịnh chứ gì. Còn ta, ta đang sống trong phẫn nộ đúng chứ? Đó là lời anh nói. Nóng giận sẽ khiến cho anh phải đau khổ. Chẳng qua ta chỉ tranh cãi vài câu thôi. Tranh cãi sẽ gây ra phẫn nộ, khiến con người dừng bước trước chân lý. Đó chỉ là cách che chở bản thân mình thôi. Ta đâu có sân si. Vậy thì tốt quá rồi. Vì sự nóng giận chẳng khác nào một đốm lửa trong lòng bàn tay. Chúng ta muốn quẳng nó cho người khác, nhưng mà trước khi quẳng đi thì tay của mình đã bị bỏng trước. Quý vị và các bạn thân mến, điều quan trọng nhất, tu sĩ Thích Minh Tuệ đã đem 6 năm khổ tu dồn lại, chỉ vẻn vẹn có mấy tuần, đã đem chính thân mạng của mình để minh họa lại một hình ảnh đạo hạnh của một nhà tu theo Phật giáo chân chính, căn bản là như thế nào. Hình ảnh của nhà tu trong mấy tuần qua đã thật sự in sâu đậm, đánh tỉnh tâm thức nhiều Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu. Ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính. Ước mong và cầu nguyện theo con đường trung đạo của nhà Phật, không thái quá mà cũng chẳng bất cập. Kẻ tham lam xin dẹp bớt lòng tham, người khổ hạnh xin nhẹ dần khổ hạnh.
Kính thưa quý vị, điểm giống nhau thứ ba giữa Ngài Đức Phật và Sư Minh Tuệ là đều đi khất thực cơm chay vào buổi sáng, thọ thực một bữa trong ngày, không quá 12 giờ trưa, không ăn bữa buổi chiều là để dành nhiều thời giờ thiền quán, thiền hành và ôn lời dạy của Đức Thế Tôn. Tu khổ hạnh cao đẹp ở chỗ, giúp người tu dẹp bỏ được bản ngã, thượng cầu Phật đạo, hạ hòa chúng sanh, tức là bên trên thì xin giáo pháp của Đức Thế Tôn để nuôi giới thân tuệ, còn phía dưới là xin bát cơm của tín thí để nuôi thân tạm bợ này, qua bát cơm chay đó để kích hoạt tâm từ bi và hạnh bố thí của con người. Đôi khi chỉ cho một miếng cơm nhưng lại mở rộng lòng, để từ đó giúp người kia gieo những hạt giống lành. Chiếc áo của người tu đi ra ngoài còn biểu trưng cho lý tưởng giác ngộ. Điểm tương đồng thứ tư giữa Đức Phật và Ngài Minh Tuệ đều bị quấy phá chửi bới. Nói đến Đức Phật lúc cảm thắng ma vương, nhiều người đã tưởng tượng ra quỷ sừng nhỏ, răng nanh đầu trâu mặt ngựa, vô cùng khủng khiếp. Chúng kéo đến bao vây lấy Ngài, và Ngài đã dùng phép thần thông để chống cự. Sau một hồi chiến đấu cam go, bằng những quyền pháp nhiệm màu, Ngài đã hàng phục ma quân một cách vẻ vang và oanh liệt. Chữ ma vương theo nghĩa của Phật giáo không phải chỉ có nghĩa giản dị như thế. Trong đêm thành đạo của Đức Phật, khi đó có đầy đủ các loại nội ma như ma sân giận, ma tham ái, ma sĩ mê danh vọng xuất hiện. Gọi là ma, nhưng đó không phải là ma bên ngoài, mà đó chính là trạng thái tâm của người trước khi thành đạo. Tu hành Di Đà, tu nhẹ sẽ không mõ chẳng hoa mẹ. Về phía thầy Minh Tuệ, cho dù phần lớn hàng nghìn, hàng triệu người vây quanh thầy Minh Tuệ, họ đều là người yêu mến tôn kính. Nhưng phải nhìn nhận một sự thật rằng, trong đám đông tự phát luôn dễ kéo theo những ồn ào, hỗn loạn và ẩn chứa nguy cơ xung đột. Ngay cả những đám đông trên mạng xã hội trong những ngày qua cũng không ngớt chia bè tranh cãi. Cũng không ít người buông lời quá khích nhục mạ và có người còn chửi thầy, nói thầy là thằng nọ, thằng kia. Có người thì phê phán, chỉ trích nói xấu đủ điều, đủ kiểu. Có kẻ còn dọn đánh, thậm chí còn có cả giật bình bát bằng lõi nồi cơm điện của thầy đang ôm, rồi vung tay đấm thẳng vào mặt sư thầy. Điểm lại hành trình của thầy trong những ngày qua, khi đi tới những tỉnh miền Trung cho thấy, luôn tự kéo theo hàng nghìn hàng triệu người. Họ muốn bày tỏ, tôn sùng có, muốn đi theo học đạo cũng có. Và vì tò mò, nghi ngờ hay tìm cách bóc phốt cũng có. Và còn hùa theo đám đông, chạy theo kiểu trào lưu, có khi chả biết chạy theo để làm gì. Nhiều người còn đón lẫm sư thầy đi bộ, rồi rồng rắn đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy, chen lấn, chen chỗ đứng gần để quay phim chụp ảnh. Những cảnh tượng lộn xộn đó đã gây phản cảm, phản tác dụng đối với mong muốn của Sư Thích Minh Tuệ. Không bỏ lỡ cơ hội, những thế lực thù địch đã lợi dụng hiện tượng của Ngài Minh Tuệ để chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trên các trang mạng xã hội. Điểm tương đồng giống nhau thứ năm của Ngài Đức Phật và Sư Minh Tuệ đều được người dân ca ngợi, tôn sùng. Thần tượng. Có sự cung kính giữa người già và người trẻ. Rất nhiều những nam thanh nữ tú, kể cả cán bộ ở một số các ban ngành cũng tìm đến đảnh lễ, tỏ ra cung kính. Từ đó cho thấy hiện tượng này đã cảm hóa được lòng người. Qua một số clip cho thấy có những tay xăm trổ là dân anh chị của xã hội, nhưng khi gặp thầy vẫn chắp tay cung kính và niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Điểm thứ 6. Ngài Đức Phật và Sư Minh Tuệ đều có tăng đoàn tỳ kheo đi theo. Điểm tương đồng thứ 7, giữa Đức Phật và Ngài Minh Tuệ đều gây hiếu kỳ cho mọi người. Họ theo dõi, quan tâm tới những bước chân của Sư Minh Tuệ. Họ lan tỏa thông điệp khắp trong và ngoài nước, khiến cả thế giới đều quan tâm, theo dõi từng giờ, từng phút, cả ngày và đêm. Ai cũng tự hỏi, có phép màu hay sức hút kỳ lạ nào đã khiến quyện vào một nhân vật trơn trớt, thật thà đạo hạnh, gần như vô danh không ai biết trong vài tuần trước đó. Nay bỗng nhiên lại trở thành đối tượng siêu quần, bạt chúng làm sôi động cả nước đến như vậy.
điểm tương đồng thứ 8, Ngài Đức Phật và Sư Minh Tuệ đều bị ngoại đạo chống phá. Điểm thứ 9, có một sự trùng lập giữa Ngài Đức Phật và Sư Minh Tuệ đều bị gai đâm vào gan bàn chân khi trên đường đi khất thực. Điểm thứ 10, giữa Đức Phật và Sư Minh Tuệ, đa số đều được các Phật tử nữ cúng dường. Điểm tương đồng thứ 11, cả tăng đoàn của Đức Phật và Sư Minh Tuệ đều bị chia rẽ. Điểm tương đồng thứ 12, giữa Ngài Đức Phật và Sư Minh Tuệ, sau hơn 6 năm đi tu hành thì đã về thăm lại quê hương và thăm gia đình người thân. Điểm tương đồng thứ 13, cả Ngài Đức Phật và Ngài Minh Tuệ đều đã có tịnh xá. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, ngoài 13 điểm tương đồng liên quan giống nhau giữa Sư Thầy Minh Tuệ và Ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà em mới cảm nhận được, cũng chẳng biết đúng hay sai, nhưng em vẫn tin rằng từ trong sâu thẳm chắc chắn vẫn còn ẩn chứa rất nhiều điều hay, ý đẹp. Luôn nói lên giá trị đạo đức của cuộc sống đời thường mà Sư Thầy Thích Minh Tuệ đang trên con đường tu tập. Những điểm tương đồng còn tiềm ẩn có thể là phẩm chất, tinh thần hay những triết lý sống mà cả hai đã theo đuổi và truyền đạt. Điều này không chỉ làm em cảm thấy gần gũi và kính trọng hơn đối với Sư Thầy Minh Tuệ, mà còn giúp em được mở mang kiến thức, thấy ở cuộc sống này còn nhiều điều giá trị và bổ ích cần phải học. Kính thưa quý vị thính khán giả mến yêu, nếu chỉ xem những tập phim về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có lẽ giữa chúng ta vẫn chỉ là mơ hồ và tưởng tượng trong suy nghĩ. Nhưng rất may trong thực tế hiện nay lại xuất hiện một bậc chân tu như Sư Thầy Thích Minh Tuệ, là người đang thực hành pháp học theo con đường tu đạo của Đức Phật Mâu Ni. Với tất cả những gì mà Sư Thầy làm được trong suốt gần 7 năm qua, hẳn là một bậc cao thủ về sự kiên nhẫn. Giá mà chúng ta chỉ cần học được 1/1000 của Sư là đã rất thành công rồi. Qua đó chúng ta nhận ra rằng, đối với môi trường xung quanh cũng không cần phải thay đổi và ta cứ kệ thuận theo lẽ tự nhiên mà sống. Nếu ai đó làm cho mình khó chịu thì mình tránh đi. Ai đó đã chót hãm hại mình rồi thì mình cũng cố gắng mà quên đi. Còn ai đó đang nợ tiền của mình mà không trả thì mình cũng tạm quên đi. Vấn đề chính ở đây, học được từ người thầy, là mình sẽ quyết tâm thay đổi bản thân, tìm mọi cách để tạo ra những thói quen như hãy tập thể dục để nâng cao sức khỏe, hạn chế nhậu nhẹt, luôn cố gắng tạo ra tinh thần tích cực hướng về những điều tốt đẹp. Đừng để ý những chê bai gièm pha của người đời, mà cứ kệ nó. Chỉ khi mình thay đổi, thì tự nhiên môi trường xung quanh sẽ thay đổi. Chúng ta phải hiểu rằng, những tranh cãi, thắng thua ganh đua đấu đá, thiệt hơn ở cuộc đời này không còn quan trọng nữa. Đó là những điều vô bổ và chỉ mang lại năng lượng tiêu cực mà thôi. Nếu được như vậy, giữa chúng ta sẽ hình thành được sự khiêm tốn, biết mình biết người, và đặc biệt biết được sự thật của cuộc sống này. Rất giản dị và dễ sống. Quý vị có đồng ý với em như vậy không? Kể từ khi xuất hiện Sư Minh Tuệ, chúng ta mới thấy có thời gian để chiêm nghiệm lại, để sống, để thở, để đi cả ngày mà Sư chỉ ăn có một bữa ăn chay, uống vài ngụm nước. Chứng tỏ rằng như vậy, vật chất cũng không quá quan trọng, tiền bạc cũng không phải là mục tiêu để hạnh phúc, mà tất cả chúng chỉ là phương tiện. Quan trọng nhất là cách sử dụng của nó mà thôi. Danh tiếng thương hiệu sẽ tự đến nếu chúng ta đủ kiên nhẫn trong sáng tột cùng với công việc của mình đang có. Sư Minh Tuệ là ví dụ cho việc này. Sư không có quyền lực, cũng không có nhà cửa, chức tước hay tiền bạc, nhưng Sư lại rất nổi tiếng. Còn có rất nhiều điều để chúng ta chiêm nghiệm và học tập từ vị Sư tuyệt vời này. Đây là một làn nước mát đang tưới lên cái không khí ngột ngạt của thời mạt Pháp nhiễu nhược lộng hành. Thật giả lẫn lộn. Chúng ta hãy cảm ơn vị Sư Minh Tuệ đã gạt bỏ được sân hận. Biết trước con đường của Sư đi còn gập ghềnh, khó khăn và trở ngại. Cầu chúc cho Sư chân cứng đá mềm, sớm thành chánh quả. Đến đây, em cũng xin chân thành cảm ơn tới quý vị khán thính giả đã dành cả một thời gian dài để xem hết thước phim này. Trên đây là những lời thật tâm dưới góc nhìn nhỏ hẹp và suy nghĩ nông cạn mà em muốn chia sẻ. Dù đúng hay sai hay dở thế nào, cũng xin quý vị để lại lời bình luận
và đóng góp ý kiến cho em được trau dồi kinh nghiệm để hoàn thiện vào những thước phim lần sau. Xin thân ái và chào tạm biệt.